phim ngày xưa có một chuyện tình có gì mà được Trấn Thành khen hết nấc. Đã xem và xác nhận ngày xưa có một chuyện tình hay, xứng đáng có được nhiều khán giả hơn là nội dung trong bài đăng mới đây trên trang cá nhân của nghệ sĩ Trấn Thành. Đây là lần hiếm hoi anh đăng tải những lời có cánh về một bộ phim như vậy. Cụ thể, nam nghệ sĩ chia sẻ, đã xem và xác nhận ngày xưa có một chuyện tình hay, xứng đáng có được nhiều khán giả hơn. Phim tình cảm, nghệ thuật và rất lãng mạn, đặc biệt cốt truyện cực kỳ thú vị. Một phim tình lãng mạn hơi chậm một chút nhưng thực sự rất ổn áp nha anh em. Thành vốn dĩ rất khó tính khi đi xem phim vì đó là nghề của mình, nhưng rất lâu rồi mình mới có thể thả lỏng cơ thể để xem một bộ phim Việt một mạch từ đầu đến cuối mà không thấy khó chịu, lận cận, lăng tăng hay phải ngồi bắt lỗi logic chỗ nào cả. Đạo diễn kể chuyện khéo, xem thấy được tình cảm của nhân vật rất rõ ràng. Ba diễn viên mới rất đẹp luôn và diễn rất dễ chịu. Có vài đoạn tâm lý nặng còn hơi non một chút nhưng không sao, chấp nhận được. Vì các bạn còn trẻ quá, cần thêm trải nghiệm của cuộc sống nhưng ít nhất là không đoạn nào làm mình khó chịu về diễn xuất. Cho cả ba bạn thêm thời gian nữa thì sẽ giỏi cả thôi. Bối cảnh và DOB đỉnh nha, quay đẹp lắm luôn, chỉnh màu cũng đẹp. Rất Việt Nam, rất thơ và retro. Phim ngắn bớt và nhanh hơn chút xíu ở đoạn sau nữa thì chắc sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng không sao, đó là lựa chọn của đạo diễn, hoàn toàn tôn trọng. Giữa bộn bề của Sài Thành hoa lệ với quá nhiều những sự phức tạp và cồng kềnh về mọi thứ của thời đại thì một câu chuyện đơn giản, nhẹ nhàng, có tình người với ba diễn viên rất đẹp trong nhân vật của họ thật đáng để chúng ta trải nghiệm. Được biết, đây là bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách Ăn khách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cầm trịch, người đã ghi dấu ấn trước đó với Thưa mẹ con đi và Bằng chứng vô hình.